Chào mừng các bạn đến với kênh Ký Sự. Trong video hôm nay thì kênh Ký Sự sẽ làm về câu chuyện của cố nghệ sĩ Úc Hiền. Một giọng hát mùi mẫn, một giọng hát vượt thời gian, một giọng hát có 102 và không ai bắt chước được. Nghệ danh Úc Hiền thì nó cũng gắn liền cái chữ hiền, có nghĩa là hiền hậu, giống như cái giọng hát của anh vậy. Giọng hát của Úc Hiền nghe mùi mẫn, hiền hậu, dễ thương, chân chất, thật thà và nhẹ như khói sương. Thưa quý thính giả, trong thập niên 50, khán thính giả ái mộ cổ nhạc và cải lương chắc không thể nào quên giọng ca vang bóng một thời của những danh ca như là Ba Thừa, Thành Công, Sáu Hải, Chính Sớm, Hồng Châu, cô Tư Sạn, cô Ba Bến Tre, cô Ba Trà Vinh, cô Năm Cần Thơ, cô Hai Bé, vân vân. Các danh ca cổ nhạc trong thập niên 60 có Út Trà Ôn, Bảy Cao, Năm Nghĩa, Ba Khuê, Năm Phòi, Minh Tấn, Út Nhị, Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Thanh Tú, Thanh Hải, Vân Trung, Út Hiền, Út Hậu và rất là nhiều nữ danh ca như là Thanh Hương, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Thanh Nga, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Diệu Hiền, Hồng Nga, Ngọc Hương, Ánh Hồng, Bạch Tuyết và Phượng Liên, vân vân. Những nghệ sĩ kể trên được báo chí và các đài phát thanh trong và ngoài nước nhiều lần nhắc đến và giới thiệu giọng ca vàng. Có một danh ca thành đạt trong thập niên 60 được nhiều khán giả thương mến, nhất là các khán giả ở các tỉnh miền Trung và Hậu Giang, nhưng lại ít được các ký giả Sài Gòn quan tâm giới thiệu. Vì nghệ sĩ tài danh này thường theo đoàn hát lưu diễn các tỉnh nhiều hơn là hát ở Sài Gòn. Đó là nghệ sĩ Úc Hiền, diễn viên chính của đoàn hát cải lương Hương Mùa Thu trước năm 1975. Nghệ sĩ Úc Hiền tên thật là Lê Minh Khánh, sinh năm 1940, quê ở Gò Vấp, cha mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ, bà có một ít ruộng vườn thuê lợi đủ sống. Trong gia đình không có ai theo nghề ca hát. Lúc còn đi học văn hóa, em Khánh học ca tân nhạc và vọng cổ theo đài phát thanh. Thấy em có giọng ca tốt, một bà bạn của má em khuyên má em cho em đi học ca cổ. Tôi gặp em Khánh trong lớp dạy cổ nhạc của nhạc sĩ Úc Trong, nhà ở gần chùa Phật Ấn, đường Hưng Đạo, Sài Gòn. Vào những năm 1956, năm 1957, nhạc sĩ Úc Trong đặt nghệ danh cho em Khánh là Úc Hiền, vì bản tánh của em Khánh rất là hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhạc sĩ Úc Trong giới thiệu Úc Hiền cho đoàn hát Thanh Minh, vì lúc ấy danh ca Úc Trà Ôn tách ra lập đoàn Kim Thanh Úc Trà Ôn. Giọng ca Úc Hiền thật là trong, im như nhung tơ, cùng một kỹ thuật ca và giọng ca của Hữu Phước. Khởi đầu từ đoàn hát Thanh Minh, danh ca Hữu Phước đang hát cho đoàn Kim Thoa, lưu diễn ở các tỉnh Hậu Giang. Sau khi Út Trà Ôn rời đoàn hát Thanh Minh thì danh ca vọng cổ còn lại chỉ có Năm Nghĩa, Minh Tấn, Út Bạch Lan, Thu Ba, nên bà bầu thơ thu nhận những giọng ca trẻ như là Úc Hiền, Úc Hậu, Quang Nhiều và nữ diễn viên Mỹ Hiền. Các diễn viên trẻ như là Úc Hiền, Úc Hậu, Quang Nhiều được ký hợp đồng 20.000 mỗi người và được cho hát vai kép nhì và được ca nhiều câu vọng cổ trong các tuồng như là Núi Liễu Sông Bằng, Lửa Hờn, Thiên Thần Trên Thiết Mã. Sau xuất diễn đầu tiên, báo chí kịch trường nhiệt liệt ngợi khen ba giọng ca trẻ với những lời quảng cáo đao to búa lớn như danh ca Úc Hậu, truyền nhân đích thực của vua vọng cổ Úc Trà Ôn; danh ca Úc Hiền, giọng ca êm dịu như nhung như tơ; Quang Nhiều, lối ca với làn hơi sung mãn, nghệ thuật luyến lái tuyệt vời. Bà bầu thơ và ông bầu nghĩa chưa kịp vui mừng vì hai ông bà đã khám phá và giới thiệu cho khán giả những giọng ca vàng, thì đoàn hát chưa kịp tập tuồng kế tiếp, cả ba nghệ sĩ Úc Hiền, Úc Hậu, Quang Nhiều
thối lại 20.000 đồng tiền công cha và bồi thường đúng theo giao kèo và trả thêm cho bà bầu thơ mỗi người 20.000 đồng nữa. Chỉ mới một tháng mà bà bầu thơ lời được 60.000. Bà không ham, nhưng muốn giữ lại các diễn viên đó thì bà phải trả cho ông Bầu Long mỗi diễn viên 120.000 đồng, vì ông Bầu Long Kim Trung đã ký cho họ mỗi người 60.000 đồng. Gia nhập đoàn Kim Trung 1. Nghệ sĩ Úc Hiền hát ở đoàn Kim Trung 1, hát thường trực tại gặp Aristo ở đường Lê Lai. Nghệ sĩ Úc Hậu và Quang Nhiều thì hát cho đoàn Kim Trung 2 ở gặp Olympic đường Hồng Thập Tự. Ký giả kịch trường lúc bấy giờ giận ông Bầu Long mua đào bán kép trắng trợn, nên họ không viết bài phê bình tuồng tích và đào kép của hai đoàn Kim Trung. Do đó, các nghệ sĩ cộng tác với đoàn Kim Trung trong thời gian này chịu nhiều thiệt thòi vì không được quảng bá nhiều trên các trang kịch trường, chỉ biết qua sân khấu Kim Trung. Nghệ sĩ Úc Hiền vẫn hát vai kép nhì sau kép Thanh Hải, nhưng Úc Hiền và Thanh Hải được hãng dĩa Hoàng Sơn của ông Bầu Ba Bản mời thu thanh nhiều bài vọng cổ của soạn giả Thu An. Nhờ vậy mà giọng ca Úc Hiền, Thanh Hải, Úc Hậu được rèn luyện thêm và được thính giả ái mộ. Em giả từ tôi ra đi khi đường đêm vắng bóng, mưa buồn bãi lành lành trăng kinh kỳ. Gió bụi đường xa như nặng trĩu dây gầy. Tôi hỏi em sao qua xuống nhà cô thăm lễ, thương sầu còn đóng giữa rèm mi. Em ngạn ngào không đáp lại lời tôi, lần lùi ra đi trong mưa gió tơi bời. Thôi hết rồi tình chỉ bấy nhiêu thôi, cả trọn cuộc đời như cành hoa trước gió. Thưa quý thính giả, vừa rồi là giọng ca của nghệ sĩ Úc Hiền trích trong bài thân cổ Chuyện Ngày Xưa. Năm 1963, nghệ sĩ Úc Hiền rời đoàn Kim Trung, cộng tác với đoàn hát Thủ Đô Ba Bản. Nhưng ở đoàn Thủ Đô Ba Bản, lúc đó có hai danh ca là Úc Trà Ôn và Thanh Hải, nên Úc Hiền cũng chỉ nổi danh trong dĩa hát, chứ về sân khấu á, em còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm diễn xuất, dù giọng ca của Úc Hiền đã được rất là nhiều khán giả và ký giả ái mộ. Vai chánh đoàn hát Hương Mùa Thu. Giọng ca của Úc Hiền nghe rất là mùi, êm dịu, sâu lắng. Những chữ hò vô vọng cổ, Úc Hiền ca im như tiếng ca vuốt nhuyễn cho thật nhỏ dần rồi mắc hút trong không gian. Các chữ ca cuối câu vọng cổ với hơi ngân dài mênh mang. Bài vọng cổ của Úc Hiền nghiên cứu kỹ, ca diễn đạt nội dung, gây cảm xúc cho người nghe. Soạn giả Thu An biết rõ khả năng ăn khách của giọng ca Úc Hiền, nên khi anh rời đoàn hát Thủ Đô Ba Bản, anh lập cánh hát Hương Mùa Thu với hai diễn viên chánh là Úc Hiền và Ngọc Hương. Với bản hiệu Hương Mùa Thu, hai nghệ sĩ Úc Hiền và Ngọc Hương là một cặp diễn viên xứng đào xứng kép. Về sắc diện thì cả hai đều đẹp sắc sảo dưới ánh đèn sân khấu. Về giọng ca thì đó là một sự hòa hợp kỳ diệu. Giọng ca của Ngọc Hương thì cao vút, một thứ giọng kim sang trọng. Giọng ca của Úc Hiền thì giọng thổ, vừa êm dịu vừa trầm buồn sâu lắng. Khi xem đoàn hát Hương Mùa Thu, khán giả có thể bị mê hoặc vì hai giọng ca của Úc Hiền và Ngọc Hương trên sân khấu. Úc Hiền đã hát qua các tuồng như là Tiếng Nhạc Rừng Xanh, Ảo Ảnh Châu Bích Lệ, Cô Gái Sông Đà, Người Anh Khác Mẹ, Con Cò Trắng, Gánh Cỏ Sông Hàn, Hàng Mặc Tử, Trả Thù Đời, Tiếng Còi Sa Mạc, vân vân. Còn những bài tăng cổ của nghệ sĩ Úc Hiền hát á, là
âm thanh mùa xuân, chuyện ngày xưa, cô hàng dừa sim, đã mấy mùa hoa, đường xưa lối cũ, gió lạnh đêm hè, hương đồng đất mũi, Kim Trọng Thúy Kiều, lính nghĩ gì, ngày sau sẽ ra sao, những đốm mắt Hỏa Châu. Đoàn hát Hương Mùa Thu thành lập từ năm 1964 đến năm 1975 mới tạm ngưng hát. Trong thời gian này có rất là nhiều nghệ sĩ cộng tác với đoàn Hương Mùa Thu như là Thanh Hải, Úc Hiền, Minh Trí, Hà Bửu Tăng, Hà Bửu Bửu, Hiếu Liêm, Thanh Liêm, Giang Châu, Minh Dịch, Hữu Lợi. Các diễn viên nữ như là Ngọc Hương, Ngọc Lan, Kim Thủy, Ngọc Thủy, Kiều Lệ Thanh, Yến Nhung, Lệ Châu, Hề Bảy C, Hề Tẩu Tẩu, Hề Minh. Chỉ có cặp đào ghép chánh là Úc Hiền và Ngọc Hương chống đỡ cho bản hiệu Hương Mùa Thu lâu nhất. Tiếc vì đoàn Hương Mùa Thu chỉ lưu diễn ở các tỉnh miền Trung. Có năm có đến 8 tháng hát ở miền Trung và nhiều tháng hát ở các tỉnh như Hậu Giang. Nên các nghệ sĩ của đoàn Hương Mùa Thu không được các ký giả kịch trường giới thiệu cho quý khán giả biết về tài năng của mình. Cuộc sống của nghệ sĩ Úc Hiền đúng như cái tên Hiền đã được gán cho anh. Anh không có gây nên tai tiếng gì, không cờ bạc, không hút sách, không trai gái, đĩ bợm. Chỉ có mỗi cái tật là anh nhậu rượu, không bao giờ biết ngừng. Lúc mới đầu, vì đi hát ở miền Trung, xa nhà, anh thỉnh thoảng uống rượu giải khuây. Nhưng đụng cuộc tiệc, bạn bè nâng ly, anh từ chối thì người ta nói khích. Chơi như vậy thì chơi với ai? Hay là uống rượu chút đỉnh, sợ mất giọng ca sao? Thêm nữa, tánh của Úc Hiền thì hay chiều bạn, nên anh đã uống rượu thì cho đi, cho tới múc chỉ. Chỉ có ông bầu Thu An can thiệp thì tiệc nhậu mới dứt được. Mà ông bầu Thu An thì đâu có thể ở gần các bạn nhậu để canh chừng hoài. Nhưng khi đoàn hát di chuyển hay khi mới dọn đến bến mới, chưa kịp treo màn hát thì thế nào cũng có một trận nhậu tưng bừng hoa lá, mà nghệ sĩ Úc Hiền thì sẵn sàng nằm đo ván ngay trên bàn nhậu. Sau năm 1975, tôi có được xem Úc Hiền hát với Phượng Liên Tuần, Lục Vân Tiên trên sân khấu đoàn hát Trần Hữu Trang năm 1980. Lúc đó thì giọng ca Úc Hiền hết trong, hết im dịu như thỏ nào. Tuy về kỹ thuật ca vẫn còn phong độ của một kép hát chánh tài danh. Úc Hiền bị bệnh ung thư gan, hậu quả của những trận nhậu rượu không biết dừng lại trong thời niên thiếu. Úc Hiền nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trãi, Chợ Lớn. Anh mất vào ngày 16 tháng 6 năm 1986, nhằm ngày 10 tháng 5 năm Bính Dần, hưởng dương 47 tuổi, an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp. Kính thưa quý vị, nói về giọng ca Úc Hiền thì Lãnh Tử ấn tượng nhất là Úc Hiền hát cái tuồng Trả Thù Đời, cùng sự góp mặt với nghệ sĩ Hùng Cường, Phượng Liên và Ngọc Giàu. Trong cái tuồng Trả Thù Đời thì Úc Hiền đóng vai con của Phượng Liên, con của Hùng Cường và cháu ngoại của Ngọc Giàu. Trong khi đó thì tuổi đời của Úc Hiền lớn hơn Phượng Liên mà lại đóng con Phượng Liên, còn lớn hơn Ngọc Giàu mà lại đóng cháu ngoại Ngọc Giàu. Nếu như chúng ta không biết tuổi tác của những diễn viên đó mà chúng ta chỉ nghe bằng cassette thôi thì chúng ta không thể nhận ra được là Úc Hiền lớn tuổi hơn hai nữ diễn viên đó. Và giọng ca của Úc Hiền á, thì gây ấn tượng nhất lần đầu tiên mà Lãnh Tử nghe Úc Hiền hát á, là cái tuồng Hàng Mặc Tử, đóng vai bác sĩ Tùng cùng với Hùng Cường. Thì quý thính giả nào đã từng nghe nghệ sĩ Úc Hiền thì quý khán giả đã biết là giọng Úc Hiền ngọt ngào, mùi mẫn, trầm ấm và cách nhả chữ rất là điêu luyện như thế nào. Và nếu như quý khán giả nào chưa từng nghe nghệ sĩ Úc Hiền thì quý vị lên YouTube search ra giọng ca nghệ sĩ Úc Hiền thì quý vị sẽ nghe và thưởng thức lại cái chất giọng trầm ấm, giọng im như nhung như tơ của nghệ sĩ Úc Hiền, và nghe rất là chân chất, nghe rất là trân phương quý vị. Nghe một lần sẽ ghiền mãi mãi. Còn nói về nghệ sĩ Úc Hiền đóng cặp với Cát Đào thì Úc Hiền đúng đóng rất là nhiều với Cát Đào. Nhưng
Đối với chủ kênh nhận định theo cái sở thích của mình, cái cá nhân của mình thì thấy rằng Út Hiền hát với Ngọc Hương là tuyệt vời nhất. Giọng của Ngọc Hương thì cao vút, hát như là khóc, không? Còn Út Hiền thì trầm ấm. Tuy rằng là hai chất giọng nó đối nghịch nhau, nhưng nó hòa quyện với nhau, nó có cung bậc, cung trầm, nghe như vậy nó mới phê. Thôi thì video tới đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.